thì cá đục thì nó gồm dưa leo, đồ chua, hành ngò, nước mắm. Thì còn cái nước mắm Diệu Oanh phải có bí quyết của Diệu Oanh nấu cái nước mắm ra để cho mà ăn hòa với lại cái bánh mì cá cho nó đậm đà. Người ta thích nhất là cá của Diệu Oanh đó là hầm mềm xương, là giống như là những người lớn tuổi như bà ngoại, ông ngoại, rồi những người trẻ em hay là vậy thì người ta ăn cái miếng cá mà người ta không có thấy cái cảm thấy miếng xương, người ta rất thích cái miếng cá đó. Bánh mì của Diệu Oanh là có nhiều người là ăn rồi lại ăn nữa, có nhiều người ăn cả mười mấy năm, có mấy đứa em á lại nói là con ăn đi quanh lúc con còn nhỏ tới bây giờ thì nó nấu cũng thấy ăn cũng vừa miệng cũng ngon. Cô cũng ăn bánh mì đây cũng được vài tháng rồi thì cũng thỉnh thoảng ghé ăn, không hợp có mua về con ăn cũng thấy ngon, cũng